Đừng là sói đơn độc khi đầu tư chứng khoán. Hơn 467.000 tài khoản chứng khoán được mở mới trong tháng 5 2022 và con số được dự báo vẫn tăng thêm nữa, cho thấy chứng khoán là mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền, tích lũy tài sản dài hạn. F0 mới gia nhập thị trường nên đầu tư thế nào? Ngài thị trường không quan tâm bạn là người mới bắt đầu hay đã đầu tư lâu năm, ngài cũng không quan tâm bạn là người hướng nội hay hướng ngoại và cũng chẳng hề muốn biết bạn là người mang lý trí hay cảm xúc vào đầu tư. Tất cả mọi yếu tố tạo nên một thị trường chứng khoán sôi động. Người thắng vẫn sẽ tiếp tục thắng, còn người thua thì đổ thừa cho ngài thị trường. Bạn đang tự học đầu tư theo nhóm, tham gia các room từ môi giới hay xuống tiền vì nghe theo bạn bè? Theo Happy Life Team, bất kỳ phương pháp đầu tư nào cũng sẽ có ưu nhược điểm riêng. Điển hình là tự học để đầu tư chứng khoán. Với cách này, bạn sẽ tích lũy kiến thức đầu tư khi dành thời gian đọc sách, dành thời gian tìm kiếm thông tin trên báo đài, mạng xã hội, làm bài tập phân tích cổ phiếu và ra quyết định đầu tư dựa trên các tiêu chí chọn cổ phiếu mà bạn đúc rút được. Tiếp theo là đầu tư theo nhóm. Với cách này, bạn sẽ tìm được những người bạn phù hợp, có chung tư duy và hệ giá trị đầu tư từ những cuộc gặp, đi cà phê, tham gia lớp học online, offline, trong bất cứ lĩnh vực nào nhưng có sự quan tâm chung về đầu tư chứng khoán. Chính Warren Buffett cũng có một đội nhóm khi đầu tư. Nổi tiếng nhất bên cạnh ông là cánh tay phải đắc lực Charlie Munger. Guy Spier, tác giả của ấn phẩm Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị, đã may mắn xây dựng được tình bạn keo sơn gắn kết cùng Monish Pabrai, tác giả của ấn phẩm Nghệ thuật đầu tư Dan Du, nhờ vào thói quen viết thư cẩn mẫn của Guy Spier. Tình bạn này đang vượt lên trên cả những lợi ích kinh tế thông thường. Monish Pabrai đã nhiệt tình chia sẻ những cơ hội đầu tư tiềm năng với Guy Spier và nhanh chóng tạo sức ảnh hưởng tích cực lên tất cả khía cạnh của Guy Spier, lên cả sự nghiệp lẫn cách sống của Spier. Sự gắn kết giữa Guy Spier và Monish Pabrai hay giữa Warren Buffett và Charlie Munger không chỉ đơn thuần dựa trên tính chất công việc hay động cơ tài chính. Khi bạn đã tìm được một môi trường tuyệt vời để phát triển cùng với những người đồng hành phù hợp, bạn sẽ được thay da đổi thịt cùng với lối tư duy và cách sống như một người thành công trong tất cả khía cạnh cuộc sống của bạn. Sau đó, không chỉ dừng lại ở đó, họ quyết định cùng nhau mô phỏng phương pháp đầu tư từ thần tượng Warren Buffett một cách triệt để hơn để mang về lợi nhuận cao hơn. Tham gia các room môi giới và hội nhóm. Với hơn nửa triệu tài khoản mở mới vào tháng 5 2022, F0 chân ướt chân ráo thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức sẽ dễ dàng tham gia vào các room môi giới và các hội nhóm. Có thể sẽ là tàu ngầm chỉ để hóng tin và mua theo đám đông. Có sự hỗ trợ từ môi giới chứng khoán không hề sai, nhưng tiền của bạn chính bạn phải có trách nhiệm. Đừng chỉ mua theo tin và may mặc jean để rồi mất sạch. Đầu tư chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Hàng xóm rủ cùng tham gia. Trong một thị trường mọi người dí tay nhau, chứng khoán có thể làm giàu nhanh, thì ngay cả ông xe ôm, cô bán nước mía đầu ngõ, hàng xóm láng giềng cũng có thể mở tài khoản chứng khoán và rủ bạn cùng tham gia. Ít nhiều trong mỗi cuộc trò chuyện tại các quán cà phê, không hề thiếu những chủ đề thảo luận mua mã này, bán mã kia. Nhiều người chỉ trực chờ ba chữ cái để xuống tiền đầu tư mà không hề nghiên cứu công ty làm ăn ra sao, mua ở vùng giá nào thì hợp lý, mà cứ mang tất cả tiền, thậm chí vay mượn chỉ vì hàng xóm rỉ tin tăng 50-70% tài khoản trong thời gian ngắn. Với góc nhìn từ Happy Life, mọi tài sản đều cần một quá trình tích lũy cũng như nỗ lực xây dựng từ cá nhân. Tự học tuy tốn kém thời gian nhưng sẽ là nền tảng, là bước đà vững chắc để bạn nắm vững những kiến thức cơ bản trước khi xuống tiền cho các thương vụ đầu tư. Có kiến thức, bạn sẽ đầu tư có cơ sở, bạn có niềm tin vào cổ phiếu mình chọn. Bên cạnh đó, tham gia vào một nhóm đầu tư cùng hệ tư duy, hệ giá trị cũng sẽ hỗ trợ bạn nhiều hơn, cho bạn góc nhìn toàn diện hơn khi bạn quyết định xuống tiền mua cổ phiếu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp học đầu tư mà bạn vừa tự học, vừa có đội nhóm đồng hành, vừa có người thầy dẫn đường, Happy Life mời bạn tham gia vào lớp học Kung Fu chứng khoán được huấn luyện trực tiếp từ anh Thái Phạm với 17 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cũng như anh là admin của cộng đồng Happy Life, cộng đồng tài chính và thịnh vượng với gần 100.000 thành viên hoạt động sôi nổi về chủ đề đầu tư tài chính. Bạn có thể tham khảo chi tiết về khóa học dưới mục bình luận. Ngoài ra, tri ân những khán giả đã xem hết video, đội ngũ Happy Life dành tặng bạn món quà, bài kiểm tra giúp nhà đầu tư thăng hoa trong tài chính, giúp bạn đánh giá sơ bộ cách bạn đã đầu tư về thị trường. Từ đó, chúng tôi đề xuất bạn nên làm gì trong giai đoạn tiếp theo sau khi có kết quả bài kiểm tra. Tham gia bài kiểm tra và nhận ngay món quà đặc biệt mà Happy Life đã chuẩn bị cho bạn nhé. Cuối cùng, bạn đã biết đến và tham gia đầu tư vào chứng khoán theo cách nào? Hãy cùng chia sẻ với Happy Life bạn nhé. Bằng cách like, share video này cho nhiều người cùng biết hơn nữa. Và đừng quên comment bên dưới cho chúng tôi biết nha.
hãy đừng quên subscribe kênh channel của Happy Life để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, tài chính cá nhân, kinh doanh và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.